với chị Nga nhà bàn gửi anh 500, tổng cộng là 900. Chào anh. Dạ. Là tổng cộng 7,5 triệu. Rồi, cảm ơn mấy Dạ, cháu con với mấy xin nhà bạn gửi ông thân Tư. quân. Dạ. Sao anh ngày hôm qua xong rồi thấy nhẹ cái giò lại im không? Vuông lại ngay chỗ cái phần khớp này nè, là đấy còn nhức ngay chỗ đó nữa thôi, chứ còn mấy cái này thì để không còn cái Vì là còn nhức chỗ cái khớp này thôi. Còn nhức ngay cái khớp đó để chút mình gỡ ra rửa này kia nọ đó, rồi mình coi lại có ấy chỉ chân ngay cái khớp mình gỡ khớp nữa là còn mấy cái này giờ nó khỏe lắm rồi, khỏe lắm không có còn nhức như bữa mình chỗ này nữa. Nữa sức thuốc cái nó còn cành nó cũng băng băng nhẹ thôi, đừng có siết quá. Bởi vì mình băng lại đừng cho nó rớt thuốc thôi chứ không có gì. Cho nên đâu có cần băng siết gì. Con biểu em con ở đây với con. Dạ dạ. Con. Dạ. Rồi ở đây ăn uống thì bình thường vậy đó rồi. Dạ, dạ. Nữa phải về bệnh viện đợt nữa. Dạ dạ. Về bệnh viện đặng đắp nó cái lót da con nó đắp xuống mấy cái chỗ hủng đó. Hôm nay có chị Kim Anh gửi 200.000 với một anh ở An Giang ẩn danh gửi anh 200, với chị Nga nhà bàn gửi anh 500, tổng cộng là 900. Chào. Dạ. Nói chút về ngày thấy mình có chút gọi như nó gỡ ra mình cũng rất thương chưa? Cũng rất thương đó. Nhờ mọi người, nhà hảo tâm, người góp chút ít cho anh đặng bị bệnh, với về còn mua gạo thóc lo cho vợ con nữa. Với em của anh đó, em của anh đó nữa về trển cái cũng như mua gạo rồi cho gia đình anh. Chứ thấy anh vậy anh em sao bỏ được. Trời ơi, cũng khổ. Dạ. Bằng mướn ăn không à. Dạ. Cái nào làm có ăn làm thôi. Sao vậy, chuẩn bị 2 tháng trời thấy người ta đi màn trời vô mình ngồi ở nhà rồi. Dạ đúng rồi. Cái vết thương bữa nay nó ra máu rồi nè. Là nó có mà hiện tượng lành đó. Dạ. Nó phải nhức rồi đó. Nó không còn nghe nhức luôn á. Dạ. Nó lỗ vậy không còn nghe nhức luôn. À ở trên này hết nhức rồi ha. Thì nó lành, nó lành từ từ xuống rồi đó. Đây vậy, tới gót không có nhức gì mà chỉ nhức có cái khớp này là. Dạ. Và nhức kia không được á. Bây giờ nó ít ngày nữa là hết nhức rồi. Ít ngày nữa là hết nhức. Bị gì độc nó hiện giờ nó đang dồn xuống. Đó. Dạ dạ đúng rồi. Ráng ít ngày nó đi khỏe rồi. Chút thay băng cái nữa rửa gái cái nhẹ à. Vô nó xuống trễ bà xã dạ con đứa à
Con trai hồi lớp 9 rồi. Sao không Tư? Tối trộn xi măng đó. Dạ. Yeah. Tiền chợ với tiền mua ống nữa. Dạ. Yeah. Nửa đổ. Vậy lần nữa đổ cái đan cái xăng luôn không Tư? Ừ. Đổ cho nó sạch. Đổ bê tông luôn đó. Lát nó đem mấy dầm xuống ấy mua đá đó. Dạ. Xe đổ. Dạ. 50 bao xi măng. Chán cái nữa. Ta viện trợ cho mình là mình làm đường lầy lụa nữa cũng như không. Phải bắt cháu mình biết nhậu thì mình nhìn để tiền. Ê. Nhậu quên vợ quên con luôn. Ông Tư theo như cái anh mà bị rắn cắn này à, bữa nay thấy nó ra máu rồi đó là hiện tượng nó lành hay sao ông Tư? Bữa nay nó máu nó dẫn lại. Dạ máu nó dẫn lại hả ông Tư? Vì là cái phần mà thịt nó bị chết đó là nó hết rồi hả ông Tư? Hết rồi, rửa em con rửa mấy bữa nay. Dạ, vì là nó chuẩn bị kéo da non nó lành. Có thể nó từng thân từng cho nó về đi bệnh viện được rồi. Dạ. Là hết nọc rồi hả ông Tư? Ừ. Ngày qua bị tắm rửa mất thai thuốc hai lần. Bị ông tắm nó sức hay không Tư? Trong đó. Dạ dạ. Trong không phải gỡ thuốc ra rồi dạ. Trong rồi cứ gắn thuốc mà. Dạ. Bỏ cây thuốc cũ. Cây thuốc cũ là ra mình rút ra là không có được gắn lại hả ông Tư? Không có được quyền gắn lại, con gắn lại nó tiếp thuốc với máy Tư là té ngửa liền. Dạ. Như độc nó chạy trở lại hả ông Tư? Ừ. Bị trong cây thuốc nó rút độc nó biến nọc chết rồi. Dạ. Ông Tư thì hôm nay có một nhà hảo tâm ở Sài Gòn gửi ông Tư 4 triệu làm đường đi với 1 triệu mua vật tư y tế với 2 triệu gửi ông Tư uống trà là tổng cộng 7 triệu với chị Kim Anh gửi ông Tư 300 ngàn uống trà với một anh ẩn danh ở An Giang mình gửi ông Tư 200 ngàn uống trà là tổng cộng 7 triệu rưỡi. Con cảm ơn mấy cháu dạ, với mấy nhà gửi ông Tư dạ. Là 7 triệu rưỡi. Ông hút đứa thuốc kia đã lá tính lộn. Trường bắt đầu rửa. Nó rút cái trên xuống nó dòm xuống đó nè. Ban ngày đừng có băng. Ban ngày không? Ừ. Ban đêm ngủ không ấy rồi này kia sợ băng. Mình không băng á nó mau lành lắm. Cái giò ổng bữa nay nhỏ xíu luôn. Xương còn. Nó kéo da non liếm gà. Bên này bên mắt cá bên này nó kéo da non. Ừ. Ừ, kéo da non liếm gà đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chút nữa rửa rồi đầu gỡ ra luôn. Tự rút luôn hả? Nắm dây rút ra luôn. Gì mà không sức ha? Nó dính bằng keo gì mà nó không sức. Thẳng ra nghen chú điện cho gãy. Cứng dữ lắm. Nó hút mà. Ồ, nó thấy không, tôi nói rõ ràng không? Ngày hôm qua tôi coi là tôi là bữa nay thế nào cũng hép lại luôn rồi. Liền luôn rồi đó. Nó tự động nó tạo da non cái nó khép lại luôn. Khép lại hồi bữa hổm là mình thấy là cái cây để vô bình thường á. Cái gần ở dưới cái miếng thịt bên đây là nó hở mấy ly á. Ừ, hở mình thấy mà. Mà bữa nay liền rồi. Quá kéo im. Ra chút chút. Để dò nó ra ngoài. Quá im rồi, này quá im rồi. Sâu vậy. Chai này tôi oxy. Đừng có hà tiện nước rửa con cứ xấu về đi, xấu rồi trà. Về xấu về trà. Này im quá ông Tư, nó hiếp cái miếng sao vậy nè ông Tư. Này nó liền cái gân lại luôn rồi ông Tư. Bắt chuối nó tồn xuống mắt cá rồi đó. Đã nó lành với tương với bự bự đó. Dồn thịt. Bởi vì ông nói sao mà ở dưới này nó hơi đau đau ở dưới nè. Nó phù ra, nó dùng. Này máu là máu nó ra nè. Đụng nhẹ vô cũng ra, còn bữa hổm giữa ngoáy 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 dù không có gì chứ. Bữa nay đụng nhẹ đau rồi. Từ từ nó có cảm giác. Mấy con giò bữa nay im rồi đó. Mẹ kêu cục kịch được. Chỗ này mình nghĩ chắc cơ bắn 3-4 ngày nó liền chỗ này lại liền. Ừ. Mấy cái chỗ đó là vài ngày kéo đó. Kéo da nè. Ừ. Kéo da non ra nè. Nó tái tạo da non lại đó. Thuốc đó nó hay thiệt. Hay thiệt. Thuốc này không nhận thần dược đó. Mà kéo da với kéo thịt mình lên nhanh thiệt luôn. Đào nói nghe chú cho để cắn răng nghiến đó nghe chú. Hay thiệt. Nó liền cái răng này đó. Chú bị tai đứt này kia rồi đó. Lấy sức vô rồi mau hết. Mau lành ha. Thuốc này sức vô ít mình sức nhiều sức ít mình sức vô phí thuốc gần mình nó sắp được cái để lâu quá nên chắc vô hết khô nữa đi bác sĩ hết độc rồi đi bác sĩ lắp cái da vô cái là liền rồi. Anh nghĩ ở sau này nếu mà nó kéo được cái này ở trên này thì nghĩ là không được bởi vì nó kéo luôn. Thì ở trên bắp chuối này không lành rồi nè. Không đau hết. Hết đau rồi. Hết đau hết nhất vậy luôn rồi. Nó lành lại luôn rồi. Bây giờ chỉ còn có vết hở nhiều này thôi. Gót rồi. Chỉ nặng nặng đó thôi. Mày chết tỏ nhà tôi hơn tuần quá chứ cần dễ luôn. Hơn tuần. Chưa đâu. Như từ một tuần nữa. Chừng nào có nó lành toàn mình mới về được chứ không có tại rồi mình nói tự nhiên cái gì về cái đúng rồi bây giờ chịu khó lại nó hết lần lần đó có lâu chịu khó mà ở điều trị cho nó khỏi hẳn hết thiệt là hết còn cái chuyện nó phát tận mau lắm. Nó bên đó nó muốn lành này kìa tăng tái tạo da đó. Đây cái lỗ đó bữa hổm nó thừ lừ à. Nó bự ra tới đây luôn rồi.
mà bữa nay nó kéo lại rồi. Công nhận thuốc đỏ này hay thiệt. Công Tư bào chế thuốc này cũng như thần dược vậy. Tới nó lành là bắt đầu nó ngứa nó giòn. Có nằm ngàn áp lên em. Rồi chú nằm xuống đây, chú nằm xuống rửa đi bác. Cái gót là bị nhiều nhất. Gót bị nó quá sâu. Rồi thẳng vào chú. Mà nó lành cái gân mà nó lành dưới bên thịt bên kia là hỏng cái gân đó rồi đó. Sợ bữa giờ sợ nó không kéo thịt qua chứ. Không kéo. Tôi hổng nó rời ha, cũng như con răng nó rời á, rồi nó lủng lẳng lắm. Bữa nay liền rồi. Đun thịt ra liền. Trong cái sôi chạy dở giờ ổng lên tí cho nó chạy vô cái lỗ trong không, còn cái lỗ trong nữa nhỏ đó. Ừ đúng rồi, từ 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 chút, nó có cái lỗ trên bắp chuối á, nhỏ nó có lỗ. Con ra trước cửa con quay cho nó coi. Nào mà cái thịt chỗ này mà nó kéo liền qua đây ha. Nè nó trồi lên rồi nè. Thịt người ta cũng giống như cái da cây nó tự kéo. Ừ, tự kéo vô. Ừ. Nó kéo lên cả thân luôn rồi đó. Mới có mấy ngày mà nó kéo cái kéo cái da lên cả thân. 4 ngày. Là phải trả tiền lương luôn nha. Đi nào tôi cũng coi nha. Hao điện nè. Hôm nay quay phim hoài bắt tôi coi hoài hao điện quá. Ông thấy nó kéo da non lên cả phần ha. Cái lỗ này là nó hở ra nè. Mở nay liền lại. Cái lỗ của mình nó hay cái chỗ là nó rút. Dạ. Khi nó lành rồi nó lành luôn chứ nó không có mạch lưng nữa. Dạ. Công nhận cái thuốc này như thần dược chứ. Hổ bướm mà lồi đó độc dữ lắm. Đó là
bệnh viện xong nói chuyện cái gì trời. Đỡ hơn của ông Đạt á, Đạt thẻ một lỗ thành thành luôn. Đạt là cắt luôn cọng gân sao rồi. Đạt nó bị cắt luôn cọng gân đó luôn. Đưa gân cạo ra đi thịt 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 thịt. Mà giờ ông Tư Trị giờ đi làm bình thường rồi. Bây giờ đi làm rồi nhưng mà có đi... cái là nó không làm độc rồi á. Nó đi bình thường hả? Đi thì nhón đó. Đi thì nhón, mà nhón cái đâu bình thường. Gân gân cạo mà, đâu phải gân thịt mình đó. Để bữa nào trước ghi hình clip cho mọi người coi cái chân đó. Đau. Ngủ luôn. Ngủ luôn hả vậy? Đã ngứa quá ngủ luôn. Rửa đã ngứa ngủ luôn. Bác sĩ cần với bác sĩ tâm hả? Bác sĩ cần bữa nay về kẹt công chuyện rồi. Teo rút bữa hổm cái giò này sưng u nu à. Bữa nay teo lại đó. Bữa hổm nó bọng lên tới đây nè. Là rồi giờ vô gì nó đau bữa nay hết rồi. Cứng rồi đó. Cứng. Cứng rồi nè. Nó lạnh rồi nè. Bà nội cứ dập thứ này cũng đập hết. Cắt đi đặt gắn cho trên núi Cấm Lâm Viên mình đi ngang nó đang đẻ đi ngang cùng người vượt theo để cày bước liền nó, nhà con nó cái chỗ con làm kiển hoài dắt tối ưa đi ra lục ba cái đồ làm á kìm búa cái nó nằm ở cặp cái cặp bờ gành con dở phải mà con bóc vô là cái bóc rồi. Mới bóp vô ở cắn nè. Nhờ hên quay cái đèn qua tính thò tay vô sát bên rồi đó là ảnh hung đầu ở nghe danh năm đàn thằng gì đó. Tao rồi. Giật cái tay lại liền. Nói rồi mày chết đây. Chạy không khỏi đâu, tôi thả cho một cây ngọt xong luôn. Không lại đi rồi. Mấy con anh thì làm với nó hên. Mấy cái con đó nó tiệp với cái màu đất với lá cây á. Ừ. Vì đợt đầu nó vô một cái rồi hung tha nó rồi nhít cho mày vô rồi, muốn mày đổ ra cái đó mà nó vô nha. Để cái miếng miếng thuốc đó là vô đó luôn đi Tâm. Để miếng thuốc cho vô đó luôn Tâm. Ừ. Ở đây là hai con luôn nghe, cũng được vô cái luôn. Đi cặp. Ừ vậy đó. Đầu nó vô nó nằm trong cái xà bằng mình. Để phía trong một miếng nữa. Đầu nó vô nó nằm á tưởng nó giải. Lấy giò vít luôn không? Gan thiệt lúc đó. Thấy cái giò vít luôn. Trời. Giò kỹ lại tao phải tôi giải không? Lấy miếng chè giết ảnh. Trời ơi nó lại giống nó thiện thinh nào ơi, nó ừ. Ừ, không có đi. Cũng là gì lắm, nó bị. Phải nó sợ nó chạy không có đâu. Nó bật nữa, nó lật rồi quanh vậy. Nó lì ghê lắm. Thì cái mình đụng nhẹ nhẹ cái anh rút anh cuốn vô mọi dẹp nét. Anh gồng đó. Ông nghĩ tôi tưởng nó nuôi giải mà lấy đôi dép vậy nè, lấy cái giò dít dít đi luôn nè. À, thôi rồi chưa tới tới lòng rồi thấy số anh Tư Trị đi đâu cái của anh xa xôi nó không cắn đâu hoài nhất dữ lắm chị không nổi đâu không cắn được mà mày giúp cái giò bãi nó không cắn giò trái không cắn nó cắn nghịch cắn thuận mà nhìn ở cái đầu không mà gắn hổ bướm này xuống mới cắn xuống Tư Trị ba bữa hết rồi mới cắn để lâu để lâu mới nguy hiểm. Để lâu thì nó hoại từ. Rồi. Đó rồi ngồi vậy anh ơi. Cái bữa ông nằm bệnh viện phải ông đi xuống đây là đâu bị gì đâu. Ừ. Mới có đèn giò mới có 3 ngày. Ừ. Nằm bệnh viện. Đó, nằm bệnh viện. Nó về. Ừ. Trốn viện về chứ xin mấy cái bữa nó cho về mà ông đi xuống đây. Lúc mà cũng ở trên chả. Rồi cái bữa ông cho về ông không chịu xuống. Để tới 2 tháng luôn. Hết tiền lấy gì xuống. Nó xuống đây làm đâu tốn tiền đâu. Biết rằng nó tiền xe đi á. Ta chở đi với tiền vậy. Dạ đi xuống đây
mấy triệu á, 4 triệu á, thuê xe đi. Tây Ninh xuống đây 4 triệu bạn. Xuống đây gắn là chưa hết chị chưa hết, giờ làm ăn là cái cánh mốt nghe đá mình gạo mình khổ mà còn gặp ống khổ hơn nữa. Cảnh là bà chảnh không biết nấu cơm. Không biết nấu cơm nữa. Không có nấu ăn được. Nấu ngon. Nấu kiểu như không được em như người ghen. Đúng rồi. Nấu lâu lâu có 3 lớp. 3 lớp. Mấy đứa con này sư phụ? Con đứa à. Vậy đó hả? Con giờ đâu có nấu con củi đâu, 3 lớp nó con điện bắt cái tịch có lớp nào. Ờ, cái tuổi không? Ừ, có công điện rồi. Ừ, có cháu ngoại luôn rồi. Bây giờ trễ quá, bốn mấy tuổi có vợ. Mà đứa con mới học lớp 1 à. Tôi nói với em tôi về ba đứa, giờ nó có cho ngoại 2-3 đứa, tới nó giờ nó nghĩ là con cũng thành đường. Mới tôi về chắc mình. Thôi để nó đi một. Tối ngày ổng đi chặt củi bán kiếm sống không. Sau này chú về chú có đi chú mang ủng á chú cho nó an toàn. Vậy hôm qua con cũng nói nữa, nó không đi rừng ông mang ủng này kia là nó đỡ. Có đi ủng mà nó có cái khớp trên đó nè, cột của đây thì nó gừng nó có đi lắm. Không nhưng mà đâu dễ mà, con thấy dễ mà, đâu đâu có nhiều tiền. Đâu có nhiều tiền nó mua đôi ủng đi an toàn. Tôi rằng tôi đi Bình Phước không mà tôi đi Bình Phước lấy thuốc mà ra mua đôi giày ba ta mang mấy ông kia cũng la không cho. Mua được ủng mình đi trong rừng á. Đúng rồi. Rắn, bị rắn độc nó nhiều quá. Quay về xử lý lại. Đi mà Bình Phước lấy là nửa tháng thuốc. Khu vực đó rắn độc nhiều mình phải kỹ lưỡng mới được. Chuẩn bị ghim thuốc rồi. Cây nhỏ xíu rồi mà cứu biết luôn mình. Như mẹ bây giờ có ba đứa con trai lớn giờ 5-6 tuổi rồi, còn mấy hai nhỏ kia vậy có thui hết đó rồi. Là con của em trai anh ở thằng đó đó. Giờ cái nó nghỉ mần cũng được, cái gì mẹ bà con mà nó nuôi cũng được. Nói như tôi rồi nghỉ mần mua cái gì chết luôn. Anh nói thì giờ đâu có con cái lớn đâu làm, tự làm luôn. Trời khổ. Mà giờ ông gì sao mà ăn gì được. Người vợ ở nhà không biết làm gì nữa. Nhà giờ có con bò, mời cắt cỏ cũng có cắt cho hồn. Mọi lắm nương tài con ta là trời cũng để về mình. Ở với mình nào đó mình không biết, cũng biết vậy mà thấy tử lúc trời làm ăn được. Thì mình cũng cần có đứa con để hữu hủy. Cái đó là chuyện ngay thế nào. Sừng nai. Sừng nai rồi mất ngâm thuốc 3 năm. Ngâm 3 năm. 3 năm mà cho nó đen cái sừng còn chưa đen thì ngâm nữa tiếp tục. Rồi mới lấy ra mới thì, không có nhiều gỡ tặng 200 đi. Cảm ơn. Ở lại trận đây chơi nó điện được rồi. Dạ có gì đâu lên đó chơi mà. Vậy là mình cũng ủng hộ rồi. Ngâm cây thuốc này ngâm đã mấy năm trời rồi bắt đầu đem ra hầm nữa. Hầm cho một đống cháu. Hầm lựa đúng ngày mùng 5 tháng 5 mới hầm. Mà công nhận cây thuốc này lợi hại thiệt. Quá lợi hại. Nó mà rút xong rớt ha là ông ghim ông bị gục ghẻ rồi ông ghim vô là ông lật ngang cái tiền luôn. Lật liền. Cái tiền luôn. Cắm mừng gần cái kia đó. Cái độc tố nó mạnh hơn là cái hắn nè. Mặt chết. Tăng. Làm cái bơ luôn nè. Đó, thấy không? Hồi nhớ trả lương luôn nha. Yeah.
Cái này cần quay sát chứ đúng không? Sát cho coi luôn. Cái khi mở ra mới gắn được không? Ừ. Mua lần hai lần ở lỗ khác hay về tao? Có đâu, không lỗ. Lỗ một hả? Rồi nhớ trả lương luôn nha. Dạ. Hết luôn hả? Hết rồi đó. Mới nãy ông lột cái cây kia ra, cái cây kia nó dính keo luôn đó, mà sức keo mà không sức trong thịt ra. Nó hít gì chứ. Nhưng mà khi nó hết độc mà nó tự rớt. Ngộ vậy. Nó đủ nọc. Sau này hai mà đi sửa kiển mình mua này quay luôn đó. Thấy mấy ăn sửa kiển cũng quay đó. Đúng rồi. Lấy kéo gì còn không kéo này có đâu. Không có cái kéo gì còn rồi được không? Ừ, rồi được không? Rồi bốn tự nhiên nhắn vô thốn. Rồi xong rồi đó. Phần nữa. Cho nó thiệt hết luôn. Rồi là đây tới chiều là ngày mai thấy da non kéo thấy rõ luôn. Rồi đó, ông bác sĩ Tâm rồi đó. Nay sau 4 ngày chú có cảm nhận như thế nào chú? Thấy khỏe mình mới xuống nhiều chứ, tại vì giờ thấy cũng trước hết mình cũng hồi bữa mình xuống ngay nói chung y như vậy là lên tới đầu gối luôn. Thì bây giờ mình cũng 4 ngày để cái đầu gối mình nó cũng những cái cùng liên tục chậm phát thêm thôi. Để rồi tình nữa là lớp da nó mới bệnh viện để chị coi nó lành được bao nhiêu rồi còn bao nhiêu mới biết đi bệnh viện coi bao nhiêu tiền ha. Cái vụ mà phẫu thuật đắp này chắc đi bệnh viện tốn tiền nhiều à. Cái gì mà cắn cái giường, cái vết thương bên đây là chắc ăn là lành rồi đó, là khỏi đắp á. Khỏi rồi. Có cái này trên cái mu bàn chân nè, dưới ở sau gót hả? Còn phía bên đó cũng lành luôn. Bởi vì thì nào lấy độc hết mới được. Lấy nọc hết trơn, ông Tư nói rồi đó, hết nọc rồi đó thì giúp đó mới khỏe đó. Thôi ráng đi anh ơi, ở mà cho ông Tư trị cho hết. Dạ. Dạ. Sức khỏe nó quan trọng. Mình hết mình mới làm ăn được. 2-3 tháng trời nấu có công như vậy mà trời thấy là nghe nó không chạy được thật. Nhưng mà cái này ông Tư trị hết rồi, về làm xong hết nhẹ, chú ở nhẹ thì cũng hết từ 3 tháng chú mới đi làm lại được, chứ dễ gì đi làm. Mà ông đèn mà cũng đi được cắt cỏ, cá thì cá bò cũng đỡ được rồi. Không có làm nặng được, chừng nào mà lành hẳn hết trơn mới làm nặng được. Mình không đâu lấy đồ đem đốt.
việc mấy người kia đi hen. Rồi thấy tình cảnh của huynh gì đó rồi xuống chợ luôn mua đồ ăn, rồi nói chặn của huynh gì đó rồi ta người hùng 50-50 gì đó cũng được 400 cho anh làm phí. Rồi vậy là anh đi hôm hồi sớm giờ đi vòng vòng địa phương đây. Đó. Nói chặn vậy đó. Dạ. Người ta hùng 50-50 vậy đó. Mỗi người cho 50-50. Như được 8 người được 400.000. Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng hồi nãy anh cho 200 nữa. Thấy hoàn cảnh của anh thì ai cũng thấy thương, cố gắng mà dưỡng bệnh cho nó mau lành. Giá này nó ráo lại đó thằng. Chú nhớ phủi rồi nha, rồi tha thiết đỏ rồi không dám bu nè. Đừng có đụng vô đây nha, để đụng cũng không nhầm rồi, đụng cũng đâu thiết rồi. Sợ nó ngã. Nó không có ngã luôn nữa. À, mình đụng mình đừng có gị ra rồi, đừng cho sao cái này đừng bung rồi. Cái này như nó rút xuống quá nhiều, nó bỏ lên ha. Nó cho nó dồn xuống. Mình đi không có được, ngay cái phốt nữa, đi không được. Vì vậy vết thương nó nằm ở sau nặng, ở trước này nặng nó. Cho nên nó phải bị gì rồi. Quan trọng là nó kéo ra non chưa là được. Từ từ, cái này mình đâu có gấp được. Từ từ nó lành. Rồi anh ở đây dưỡng bệnh nha, mời anh em gặp lại. Ông Tư chuẩn bị đổ đàn cái sân luôn rồi đó quý vị. 80 bao xi măng. Đổ. 80 bao xi măng 4 xe đá. Rồi đổ cái sân này. Thì mình có cát rồi đó. Dạ, đổ cái sân này là 80 bao xi măng ha gì. Tại vì mình trộn ngào á. Dạ. Mình đổ mình ban từ ngoài đó về vô đây. Thì mà đổ bê tông luôn cái sân này sạch sẽ. Ừ. Mất đất nhà ở sâu dưới đất nó đẹp nên mình chọn mình khỏi. Rồi có khách là chạy tới xe ô tô thì có chỗ đậu sạch sẽ. Rộng 2-3 chiếc đậu cũng được. Dạ. Mình chạy tới chứ sửa. Để người ta đậu ngoài lộ không nguy hiểm. Đậu ngoài lộ nguy hiểm chứ đậu lộ. 49 chỗ về cũng nổi. Quá rộng luôn. Này nó bự rộng, mình xây mình quay này kia đồ rộng rãi. Im quá. Tính rồi đó 80 bao xi măng 4 xe đá. 80 bao xi măng giờ nhiêu tiền đó? 8 x 864. 60. 6.4. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho ông Tư. Nhờ cái nhà hảo tâm mấy ông Tư mới được cái sân với hàng rào rộng rãi cho bà con tới đây có chỗ đậu xe. Ông Tư, con xin phép ông Tư con đi. Đi đâu con? Dạ con đi qua chỗ tiệm cơm Từ Tâm trao tiền. Ông Tư cái chân của mà cái anh đó rồi đây tới chiều ghim cây một hả ông Tư? Chiều có lát tao coi nó có hiện tượng gì không, nó tắm không, tắm thay ghim cây khác nữa. Dạ nếu mà tắm thì thay cây khác hả ông Tư? Dạ. Còn cái sông là mình nghĩ ra hả ông Tư? Sông là sông một lần một hả ông Tư? Nhưng như những bệnh nhân mà nặng như anh này mới sông còn nhẹ nhẹ đâu có sông hả ông Tư? Không sông. Dạ dạ. Nội tiền công cái tường nó không 10 triệu. Xây cái tường nó không mà tiền công 10 triệu hả ông Tư? Ăn thứ 300. Dạ. Vậy là vài ngày nữa mà ông đổ đàn này vài ngày nữa xong rồi ông Tư? Dạ. Mới bắt đầu đánh cái sân này, bắt đầu nó làm cái sân này. Dạ. Những sân này sạch sẽ bà con tới đậu xe im rồi. 1 mét vuông là 100. Dạ, mấy ổng cán 1 mét vuông 100 ngàn không Tư? Vậy tắt. Dạ.
quá êm rồi. Người cũng chúc mừng ông Tư luôn. Nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ ông Tư. Nhờ gì chứ không có tiền đâu đắp. Mét vuông 100 ngàn như là còn chỗ mà là đi làm hết bao nhiêu mét vuông vậy ông Tư? Này nó tính chắc nhiều à con. Con ra này đây dòng con. Cỡ 200 mét vuông không ông Tư? Không tới đâu. Vậy không tới à, vậy à, tiền công cũng à, cho 200 mét vuông. 200 mét vuông 20 triệu á. Ừ. Chưa tính xi măng. Xi măng hồi nãy thì xi măng 80 bao. 80 bao xi măng. 4 xe đá. 4 xe đá, xe 1 triệu mấy không Tư? Xe 1 triệu 9 nữa con, như 2 triệu đi. 4 xe 8 triệu. 1 triệu 6 chứ. Đó này. Cái thằng 4 xe 6 triệu mấy kêu con nặng 1 triệu 6 đá với xi măng không là cũng không tới 200 mét vuông này 100 mấy chính bị đúc cái đường này nữa, đúc đường này chặn nước không cho nước nó đổ xuống đây. Dạ gì nữa là làm cho cao hơn cái mặt công nếu đó. Có tiền dư cái nữa mua băng đá để đây cái mần cái máy dòm ra cho khách đã đục. Dạ máy tiền chế không Tư? Tiền chế với là để bằng đá cho khách người ta ngồi nghỉ cũng như ở phi trường vậy đó. Y salon rồi có quầy hàng bán nước rồi đây. Bán cà phê ông Tư ơi, bán nước không dám đâu. Mà cũng đỡ tốn tiền đất mình đổ sang nền chứ nếu mà đất nuôi thì nó tốn một phần. Nhờ đất nhà một khối tính đất này một khối nó tính ra 300 ngàn 350 gì đó. Dạ ông bữa nãy ông cô bữa nãy ông xuống chợ ông đi thầm thầm lắc được 300 đó kìa. Đi vận động cho đi vận động cho cái ông đó. Cái ông anh cắn ngay cắn cắn nữa nó cho được nhiêu rồi. Dạ 400 với ổng 200 nữa 600. Ở đó đi. Cũng được. Dân qua kiểm rồi đều nó nghe nó vô vào. Dạ, ổng cũng tốt. Có cái lòng cũng tốt em. Thôi con xin phép ông Tư con đi ông Tư ơi. Dạ, dạ. Dạ, cũng có cơm thì ra.